Phản ứng của glucose với đồng thái hydroxit. Cho 5 giọt dung dịch đồng sunfat 5%. Và khoảng 1 ml dung dịch natri hydroxit 10% vào ống nghiệm. Rồi thêm tiếp vào đó 2 ml dung dịch glucose 10%. Lắc nhẹ hoặc dùng đũa thủy tinh khuấy đều. Hiện tượng quan sát được là dung dịch chuyển thành màu xanh thẫm trong suốt. Sau đó đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn côn. Thì dung dịch chuyển sang màu đỏ gạch của CuHiO.